Rồi hello anh em ha. Hôm nay cửa hàng em lên một con Huina 240 anh em. Đời cực kỳ cao anh em, nồng đứng à. Đời cao à, mặt tiền rất là đẹp luôn anh em. Bô bọng là còn sáng giới luôn à. Đây là hàng siêu VIP anh em. Và đặc biệt đây là anh em. Huina 240A nha, mã số là 159 đuôi anh em. Con này là được sản xuất tại Thụy Điển anh em. Máy chính hãng Thụy Điển à. Huina made in Sweden anh em. Được sản xuất tại Thụy Điển nha. Và máy mới móc là nguyên zin zin 100% anh em, còn rất là đẹp nha. Đem lo những này nhìn cho nó dễ nha. Đây là 240E anh em, 38cc nha. Đầu máy nặng 4,7 kg. Anh em mà soi máy thật sự là hàng bãi về mà con này quá đẹp anh em. Còn quá xe đẹp. Xuất sắc. 240 Xtool. Tem mát còn nguyên hết trơn anh em. Sử dụng là mở lam thông minh luôn ha. Và có bơm sừng phụ ha, có trợ lực giật luôn anh em. Tại cái lam này làm zin theo máy luôn anh em. Sơn lam còn rất là mới nha. Này là nó có chạy rồi, nó phải chống với sơn rồi anh em, nhưng mà cái lam không bị mẻ, không bị gì hết trơn nha. Rồi con này em bán 3 triệu anh em. Anh em nào cần thì liên hệ em ha. Huina 240 nha, nồng đứng anh em. Đời cực kỳ cao ha. 3 triệu thì nó mắc hơn con Trung Quốc một tí thôi anh em. Mà anh em đổi lại là được cái là nó chạy bền hơn Trung Quốc gấp 5 cây nha. 5 cây Trung Quốc mình xài một cây này thôi anh em. Rồi để lên nó giật cho anh em nghe tiếng máy nha. Con này là máy móc zin 100% nha anh em. Bán ra là bảo hành động cơ anh em là 12 tháng nha. Bảo hành điện cho anh em là 3 tháng. Máy móc thì em bao zin 100% hết. Bảo hành cho anh em. Trong vòng 1 năm anh em mà sử dụng mà có lỗi với hoàn động cơ là anh em chịu trách nhiệm nha. Rồi anh em để em nổ cho anh em nghe ha. Rồi nổ giùm anh em, có trợ lực giật rất là nhẹ nha anh em. Đây là xích không trôi anh em, xích là đứng yên, nó chạy rất là nhuyễn luôn. Nó chạy mà không nhuyễn là xích nó sẽ trôi liền anh em. Rồi nổ lên lại cái cho anh em nghe coi, rất là nhảy nổ luôn. Rồi tắt đi. Rồi em này bán 3 triệu anh em, nào cần thì liên hệ em gấp ha. Thôi là không còn đâu anh em.